Rồi, chào các bạn. Hôm nay em lại update cái giá xe cuối tháng 5 và đầu tháng 6 cho anh chị có nhu cầu chuẩn bị tìm mua xe. Hiện tại thì cũng rất là nhiều xe để sẵn sàng bàn giao cho anh chị rồi. Ok, thì em đi nhanh qua một lượt ạ. Bản tốt nhất thì vẫn là CX-5 thôi. Đây là bản Luxury màu đỏ pha lê ạ. CX-5 đa phần em bán là 2.0 một cầu. Rẻ nhất là bản Deluxe 749 triệu đồng. Toàn bộ CX-5 thì bên em đang tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Còn em giải thích cho anh chị ví dụ như là giảm giá, giá bán các thứ thì nó thật là như em đã nói trong rất nhiều video trước rồi. Bây giờ Thaco thì có khuyến mại giảm giá với tiền mặt như nào thì sẽ trừ thẳng con giá niêm yết luôn. Gần như là mình chỉ thương lượng về cái quà tặng kèm theo phụ kiện thôi. Còn thích xe nào bản nào là mình sẽ chốt và cái mức giá được công bố trên toàn quốc. Đấy ạ, thì bản rẻ nhất là Deluxe 749 triệu, còn các bác ở Bắc Ninh ra biển đâu đó khoảng tầm 830. Đắt hơn 40 triệu thì là bản Luxury trên màn hình đấy ạ. Logo 3D và không có cửa sổ trời. Thì bọn em bán 789 triệu. Tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ thì các bác xong xuôi vào khoảng tầm 870, hơn 870 một chút ạ. Bản bán tốt nhất là bản Premium Active ạ. Trang bị thêm cửa sổ trời, camera 360, sửa ghế, sửa vô lăng. Đâu đó nó dao động 920 cho anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang khi mà ra biển ạ. Cao hơn 20 triệu, bản Pre Active thì là bản Pre Sport. Đấy, như anh mình thấy ạ, la răng đen này, nóc trần đen, cản trước cản sau nhựa bóng ấy, thanh thể thao màu đỏ. Đấy, này em có con Sport em mở luôn cho mình nhé. Các xe khác thì là trần của nó sẽ là trần trắng ấy. Đấy, như mình nhìn trong này thì bản Sport toàn bộ nó là màu đen. Xong xuôi nó dao động khoảng 9.4 nha anh chị nhá. Đấy, còn nếu mà cao cấp nhất mình thích thương gia một chút thì có bản Exclusive ạ. Bản này thì mình trang bị thêm da Nappa, mâm CX8, cản trước cản sau cùng màu thân xe đấy ạ, màu trắng đấy ạ. Ngoài ra thì là sửa ghế hàng ghế thứ hai, đó là CX-5 ạ. Tháng này thì có hai dòng xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, được giảm giá khá là nhiều, giảm lúc đó vào khoảng hơn 20 triệu. CX-3, đây là bản Deluxe. CX-3 thì hiện nay bán 4 bản. Bản rẻ nhất CX-3 AT 512 triệu chưa ra biển. Bản Deluxe là về khoảng 540 anh chị nhé. Bản Luxury thì vẫn gần 600. Xong xuôi đâu đó vào khoảng ra biển hai bản bán tốt là bản Deluxe và bản Luxury thì nó dao động vào 600, hơn 600 một chút ạ. Thì mình có một cái xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Mặc dù là khoảng sáng gầm nó hơi thấp nhưng mà bù lại thì cái ngoại hình, cảm giác lái hay là cái option ví dụ như phanh lai điện tử auto hold thì được trang bị đầy đủ rồi. Cái mức giá vừa phải để mình tiếp cận. Và em khẳng định con này là lái khá là ok, chỉ phải cái là hàng hai của nó hơi chật một chút ạ. Đấy, mình phải qua trực tiếp bên em xem xe nhé. Mazda 2 tháng này bản cởi chuồng hay là bản Luxury sedan hai đầu bán khá là tốt ạ. Trong này hơi tối, em quay nhiều bản cởi chuồng rồi. 408 triệu, xong xuôi đó ra biển ở tỉnh địa phương nó rơi vào khoảng hơn 450. Mình độ đẽo thêm một chút về cái màn hình cam lùi là mình có thể đi rồi. 408 cho một xe B trừ nhập khẩu Thái nguyên chiếc là thì em đánh giá rất là hợp lý ạ. Nếu mà mình muốn cao to hơn một chút, rộng rãi hơn một chút, option hơn một chút ạ, có thể lên Mazda 3. Đây là bản Mazda 2 Sport một đầu. Thì xe này cũng nhập Thái nguyên chiếc, giá hiện nay là 520 chưa ra biển. Nếu mà các bác mua bản sedan hai đầu thì bên em giảm khá sâu dòng đấy ạ. 848 triệu chưa ra biển. Rồi, Mazda 3. Mazda 3 Luxury thì vẫn là phiên bản bán tốt nhất ạ. Luxury thì trang bị ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, phanh tay điện tử auto hold. Đấy, màn hình 8.8 inch. Hiện nay giá của em nó đang là 624 triệu. Thì bên em có chương trình giảm 5 triệu và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Anh chị không lấy bảo hiểm thân vỏ thì bên em bớt thẳng trực tiếp 10 triệu. Thì hoàn thiện xong xuôi ra biển ở Bắc Ninh đâu đó nó dao động vào khoảng 680 hơn 680 anh chị nhé. Đấy, một số dòng cá biệt, ví dụ như là bên em có còn khá khá xe 2023 của CX5 thì cái này bọn em bớt đâu đó vào khoảng 15 đến 20 triệu cho một xe.
Ngoài ra thì có cả bản sinh năm 2.5 hai cầu cũng bớt được khá tốt ạ. Sinh 8 thì 949 triệu đồng, bắt đầu từ 950 với bản luxury, chưa có an toàn adaptive, cruise control các thứ đấy ạ. Tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe. Nếu mà các bác mua các bản cao, ví dụ như là premium một cầu active thì nó dao động vào khoảng 1 tỷ 150 triệu lăn bánh ạ. Bản hai cầu thì với hai cầu 6 chỗ mức chênh lệch nhau khoảng 10 triệu thì mình xong xuôi vào khoảng hơn 1 tỷ 2. Đó, hiện nay thì đa phần các đầu xe cũng khá là sẵn rồi. Các bác mua có thể chạy giảm thuế nhé, bên em đồng ý cho khách hàng đặt cọc, thậm chí là số hóa đơn ạ, với công nợ đâu đó là khoảng 10 đến 20% để mình giữ khuyến mại, tránh trường hợp có thông tin giảm thuế thì bị cắt khuyến mại nhé. Đấy, một số dòng CX5, Mazda 3, CX8 để mình giữ bảo hiểm thân vỏ, giá trị cũng khá là lớn đấy ạ. CX30 thì dòng xe này nó cũng hơi ít, chị có nhu cầu thì alo trực tiếp của bên em nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp tối đa 75 đến 80% giá trị xe, lãi suất cụ thể theo từng thời điểm, giá bán khuyến mại. Anh chị có nhu cầu thì book máy alo trực tiếp qua bên em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.